tay níu lấy hư không, võ vàng giọt nắng nghĩ ha bình bừng cả xa. Nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng nghĩ ha rơi rơi hoa cười. Trên đầu là đầu ngọn cỏ, trên đầu ngọn cỏ một dải thiên hà, một dải thiên hà phong bên gió, phong bên gió ta ba dạo trời. Biết chăng là từng huyền hữu, biết chăng huyền chợt đầy vơi, chợt đầy từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng từng giọt rơi rơi hoa cười, hoa cười từng giọt nắng rơi, nhiệm giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng nghĩ ha rơi rơi hoa cười. Trên đầu là đầu ngọn cỏ, trên đầu ngọn cỏ một dải thiên hà, một dải thiên hà phong bên gió, phong bên gió ta ba dạo trời. Biết chăng là từng hiện hữu, biết chăng hiện hữu chợt đầy vơi, chợt đầy nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng nghĩ ra rơi rơi hoa cười, hoa cười từng giọt nắng bụng mà xưa thân ai
mô a ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp về 18 vị A-la-hán, một truyền thống rất là đặc biệt thờ trong các chùa cổ. Ở miền Bắc thì có nhiều tượng La-hán ở bên hành lang của chùa, còn trong miền Nam thì cái truyền thống này ít hơn. Đặc biệt là ở ngay tổ đình Thường Chiếu có một cái gian rất là trang nghiêm để thờ 18 vị A-la-hán. Đó là nhân duyên mà ni trưởng Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu, đã sưu tập cái tài liệu lịch sử về 18 vị A-la-hán để chúng ta hiểu. Và trong thời gian qua, sau khi đã học 5 vị A-la-hán, chúng ta đã thấy một cái đại nguyện của quý ngài luôn luôn hướng đến sự giáo hóa chúng sanh để làm cho Phật pháp được tiếp nối trường tồn. Nó khác với cái tư tưởng mình vẫn hiểu là A La Hán là mầm rang giống chính, có nghĩa là chỉ tu giải thoát cho mình và không bao giờ muốn trở lại thế gian. Vì quý ngài khi tu đã thấy đời là bể khổ, và cái nhân duyên của vô minh tạo nghiệp mà khi các ngài được giải thoát thì thường là các vị A-la-hán không có phát tâm trở lại thế gian, vĩnh viễn không bao giờ trở lại thế gian. Nhưng mà sau đó Đức Phật đã khích lệ nên hồi tâm A-la-hán, tức là chuyển cái tâm hồi hướng lại cho chúng sanh, và các ngài lại phát một cái tâm lớn là trở lại vào thế gian để độ chúng sanh. Nhưng mà sự khác biệt giữa các vị A-la-hán và các vị Bồ-Tát cũng như cái nhìn của Phật, các vị A-la-hán vẫn thấy sanh tử là thật, cho nên các ngài tu để ra khỏi sanh tử. Và pháp tu của các vị A-la-hán là ngã không. Giờ này nếu đại chúng vẫn thấy bản ngã mình là thật để tạo nghiệp, làm sao mình biết mình đang tạo nghiệp? Ai có kinh nghiệm nhìn về mình biết mình giờ này vẫn còn tạo nghiệp? Ai có kinh nghiệm xin giơ tay lên. Ai biết mình đang vẫn còn tạo nghiệp xin giơ tay lên. Dễ lắm. Mình vẫn phiền não sân si. Mình nhìn các pháp mình cũng thương ghét bực bội. Dấu hiệu của vô minh đó, dấu hiệu của bản ngã đó, dấu hiệu của tạo nghiệp đó, và đó chính là dấu hiệu sẽ còn luân hồi sanh tử, không giải thoát. Cho nên cũng trình bày với đại chúng, thiền viện là nơi để mình tập cái điều đó, phải đoạn trừ tập khí, và không dễ đâu. Nếu dễ thì chắc vài bữa đã ra lò một ông Phật rồi, ra lò một vị thiền sư rồi. Nhưng không dễ. Dưới cái pháp hội của Hòa Thượng, chúng tôi từng thấy có những vị theo Hòa Thượng 40 năm chưa xong. Vì sao? Pháp tu khó hay dễ? Không khó. Nhưng không dễ khi chúng ta apply, ứng dụng trong cuộc sống. Không dễ. Vừa gặp là mình rất nhanh, mình đưa bản ngã ra liền, mình giận liền, mình chọn liền, và mình dữ dội lắm, thái độ liền. Mà thưa đại chúng, càng thái độ mạnh chừng nào thì tập khí của mình càng mạnh hay càng yếu? Càng mạnh. Vậy thì luân hồi sanh tử càng nhanh hay là nó giải thoát? Càng nhanh. Nên thấy điều đó. Cho nên hôm nay khi chúng ta có duyên học 18 vị A-la-hán này, trước nhất tri ân cái câu hỏi thắc mắc của Phật tử Thân Dũng khi học pháp tại Thiền viện Vô U đã đặt vấn đề xin học 18 vị A-la-hán. Nhưng mà thưa rồi thì không biết thăng thiên đâu mất rồi. Từ hôm giờ chưa thấy mặt. Hôm nay chúng ta học đến vị La-hán thứ 6, ngài Ba Tiêu. Trước nhất xin quý vị ngắm nhìn Thiền sư Ba Tiêu. Ba Tiêu là gì? Trái chuối,
Nè, lá chuối nè. Tiêu là cây chuối, ba tiêu là cây chuối, chuối ba tiêu, nhớ không? À, ăn thì nhớ mà tới hồi hỏi bất tử thì không nhớ. Tại sao Ngài có tên là La Hán Ba Tiêu? Vì Ngài thích tu tập trong rừng, thường đứng dưới các cây chuối, cho nên được gọi là La Hán Ba Tiêu. Vậy có người sẽ chọn kiểu và đứng dưới gốc cây gì đấy? Đứng dưới gốc cây dừa, cây palm gì đấy hả? Ừ, nhưng mà sở dĩ nó đặt thành biệt danh là nếu mình chứng quả. Còn mình có đứng ở gốc cây gì thì nữa mà không chứng quả thì cũng không ok đâu. Ngày xưa nhớ ngồi gốc cây, tôi nhớ khi tôi còn sa di, tôi ở chùa có rất nhiều cây dừa mà mình thích ngồi dưới gốc cây dừa học. Nhưng mà hòa thượng kêu đi vô đừng ngồi đó con. Tại sao? Dừa rụng một lát không còn để tu á. Cho nên đừng ai chọn thiền sư cây dừa nha. À, rồi một cái cây thứ hai cũng đầy nguy hiểm, thơ mộng mà đầy nguy hiểm, tức là sầu riêng. Sầu riêng thì sao thưa đại chúng? À, cái trái nó nhọn mà nó rớt xuống là coi như là có nhiều kỷ niệm đó. Nhưng có đặc biệt của cây sầu riêng là nó chỉ rụng ban đêm, cho nên yên chí, chỉ ban đêm nó mới rụng thôi. À, ở thiền viện Viên Chiếu, quý sư có trồng sầu riêng và chúng tôi rất thích bông sầu riêng, rất đẹp, rất đẹp. Thôi xin quay lại, đẹp xấu nữa ha, tập khí thế gian vẫn còn. Thì thưa đại chúng, Ngài La Hán Ba Tiêu này tên là Phạt Na Bà Tư. Theo truyền thuyết là khi mẹ Ngài đi vào rừng viếng cảnh thì lúc đó trời mưa to dữ dội và bà đã hạ sanh Ngài trong lúc đi dạo ở trong rừng. Mà nếu mà nghe nói hạ sanh trong lúc ấy thì chính là Ngài sanh trạng thái nào? Sanh rớt, đi giữa đường viếng cảnh. Đây là hình ảnh của ai có cùng một hoàn cảnh giống như vậy. Chúng ta học thường chúng ta nên ôm có những cái liên quan để làm tăng cái hiểu của mình sâu thêm. À, dự thường phát biểu dùm. À, Phật Bổn Sư của chúng ta cũng là mẹ đang đi dạo vườn Lâm Tỳ Ni, và Đức Bổn Sư của chúng ta đã đản sanh dưới gốc cây Vô U. Vô U. À, rồi ai nữa? Hai vị rất gần trong thời gian gần đây nhắc tới Châu Lợi Bạc Đạt Tổ Sư đó, mà không nhớ thôi. Và Ngài Thám Thủ chính là anh của Ngài Bằng Đạt. Cả hai đều sinh rớt, sinh giữa đường. Thì sau khi xuất gia với Phật, Ngài thích tu tập trong rừng và thường đứng dưới các cây chuối, cho nên còn được gọi là La Hán Ba Tiêu. Ba Tiêu là cây chuối. Nhưng mà nhắc lại một lần nữa, chỉ được thành danh nếu ở trong trạng thái đó mà Ngài chứng đạo. Còn nếu không, mình có đứng dưới gốc gì chắc cũng không có được đặt tên đâu. À, có lần Đức Phật hàng phục con yêu ở trong một cái đầm sâu. Cảm phục ân đức của Phật thì con yêu long này, yêu long là cái con rồng mà đã hóa thành yêu tinh, nó đã xin Phật lưu lại chỗ của mình để được gần gũi cúng dường. Tới đây cái tôi tự nhiên thắc mắc mà chưa đủ giờ nha. Tôi nhiều cái thắc mắc cho nên tôi bận lắm, xin đại chúng quan hỷ. Yêu ma quỷ mị không ngăn nổi. Như vậy là có mấy thứ. Yêu nè, rồi ma nè, nó khác nhau nha. Quỷ khác nữa nha. Còn mị là sao đây, không biết nữa đây. Vậy yêu là gì? Yêu là yêu long nè, yêu là gì? Nó có thể là yêu tinh mà nó có thể tu luyện để biến hóa được. Đó, còn ma là sao?
ma cũng gần với mình lắm á. Tuy mình tu Phật nhưng mà thường mà chưa thành Phật thì mình là thuộc gần gũi với ai, dòng dõi cái bên đó đó nó cũng gần với mình lắm. Có mấy loại ma? 4 loại. Học tới đâu là ôn, mà ôn đừng có dừng ở văn tự, mà ôn dừng ở chuyện tu tập của mình. 4 loại ma. Loại ma thứ nhất là tử ma, chuyện chết. Những cái thây ma mà gọi là ma nhát mình tầm thường lắm, mà tử ma là nói trên đường tu vì chuyện sanh tử mà mình trở ngại chuyện tu tập. Tu đáng lẽ gần thành rồi cái chết, chết mà ra đời thì sao? Có một thời gian gọi là mê cách ấm, mê mê đó rồi không biết lên đời khác có gặp được Phật Pháp để tiếp tục hay không. Mà tiếp tục được rồi thì phải chờ một thời gian nữa mới có đủ năng lực. Cho nên cái trạng thái mà những vị mà còn trẻ, còn nhỏ mà phát tâm đi tu chính là chủng duyên đời trước. Nhưng mà quý vị cũng thấy phải một thời gian dài nuôi dưỡng mới đủ phong cách của một bậc tu giỏi. Vậy ma, đầu tiên là tử ma, thứ nhì là thiên ma. Thiên ma là ma khỏi trời. Những cái cám dỗ dục lạc thế gian nó làm cho mình thích thú mà không có mạnh dạn tiến tu, đó gọi là thiên ma. Rồi ma thứ ba là phiền não ma. Cái này thường không? Mình thường về quê thăm thăm phiền não ma. Rồi cái quan hệ mà đang có mà phải phấn đấu chính là ngủ ấm ma. Ngay cái thân tướng này, sự sanh diệt của thân là sắc ấm ma, tức là cái ma nó liên quan tới thân xác, nó chướng ngại cho mình. Nó hưng phấn, nó khỏe mạnh, nó cũng đủ thứ chuyện. Mà khi nó bệnh đau, nó cũng hành mình đủ thứ chuyện. Rồi 4 cái trạng thái của tâm nữa. Thọ vui, thọ buồn cũng trở ngại trên đường tu. Rồi tưởng nhớ, hồi tưởng cũng trở ngại. Nhớ điều này, nhớ điều khác. Và hành ấm là những cái sanh diệt trong tâm của mình. Nó làm cho mình nếu mà không có tỉnh thức là mình sẽ bị lôi cuốn. Và cuối cùng cái thức ấm là sự hiểu biết phân biệt của mình chi phối chúng ta rất nhiều. Và thức thì chúng ta nhớ 8 thức, 8 loại. 8 loại là gì? 6 loại ở trên 6 cái biết, thức là biết, 6 cái biết nơi 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hôm nay mùa lễ mà quý vị không có chương trình đi chơi để chịu đi tu, cho nên sẽ trao quà cho quý vị nha. Trao quà một cái kinh nghiệm để tu rất là đơn giản, dễ dàng. 5 căn đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thật ra cái biết này hoàn toàn trong sạch, không cần tu. Nhưng mà tại sao mình ngó là mình phải tu? Tại vì thật ra mình không sống hoàn toàn với cái biết của mắt, mà ngay cái biết của mắt nó đã có một cái sự cộng sự gọi là câu sanh. Tức là mắt vừa biết là có một cái nó sẽ sanh chung, gọi là ý thức câu sanh. Nó đi theo. Thành ra vừa thấy đáng lẽ là chân tâm hiện tiền rồi, đáng lẽ ngay đó là giác ngộ giải thoát rồi, nhưng mà thường một cái khác nó đi theo. Mà khi mình không tập thì cái nhanh này, những người nào càng nhanh nói, càng nhanh phiền não, càng nhanh phân biệt, thì người đó càng khổ, sẽ tạo nghiệp và không bao giờ tu dễ dàng. Cho nên hôm nay nhân ngày, nhân cái mùa lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn năm 2018, xin quý vị cất cái món quà này thật là kỹ để ứng dụng. 5 căn đầu tiên chỉ sống với cái hiện tiền, biết thấy, biết nghe là chân tâm, giải thoát an lạc. Nhưng giờ này mình vẫn phải tu qua cái thấy, qua cái nghe. Tại vì thường mình thấy, mình nói thấy như vậy sợ người ta nói khờ làm sao. Nhất là những người chung quanh họ cũng kích động mình lắm. Nói lúc này sẽ thấy đi thiền viện về hơi lờ đờ. Lúc trước chị hăng lắm mà, chị lúc nào cũng phản đối, chị lúc nào cũng
có ý kiến, con người chị nó sống động, nó có đầy sức sống. Sao giờ đi rồi lờ đờ, thấy hình như thiếu năng lượng. Thưa đại chúng, đó là sự kích bác của ai? Của những người chưa biết tu. Còn những người đang đồng hành tu với đại chúng sẽ rất vui. Thấy hôm nay quý vị làm chủ được cái con trâu hung dữ, vô minh của mình. Mấy quý đại hiểu không? Vậy trong cuộc sống mình có sợ dư luận khen chê không? Không, phải biết họ là ai. Nếu như người xấu mà khen mình phải sợ đi. Trời ơi, bộ tôi xấu lắm sao? Mấy thành phần này khen tôi dữ dội. Và chỉ khi nào những bậc tu hành, bậc trí khen mình cũng không ngã mạn nữa. Mà mình tin, à chắc được nha. Chứ đừng có nghe chê cái phiền não vô trùm mền cái thôi, làm biến tu đi, là mình không có biết. Vậy tóm lại, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, năm căn đầu là hoàn toàn thanh tịnh, biết thấy, biết nghe, vân vân, nó ở trạng thái hiện lượng. Nhưng cái căn thứ sáu á, nè, cái căn thứ sáu mà trong phim Tây Du Ký hình ảnh là Tôn Ngộ Không. Bộ phim đó mà không có Tôn Ngộ Không, nó có kéo dài bao nhiêu tập đó không thưa đại chúng? Không, chắc nó ra nó trình diễn xong rồi nó dẹp luôn, nó đóng kết thúc luôn, the end luôn. Nhưng mà nó hấp dẫn là vì sự hoạt dụng của Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh được giới thiệu nhân vật đó như là thức thứ sáu của tâm mình. Mà thức thứ sáu nếu mà mình mê thì đó chính là vọng tưởng phân biệt. Nhưng khi mà mình sống được với chân tâm thì thức thứ sáu chính là diệu quang sát trí. Cho nên có người cũng đặt câu hỏi có vẻ hơi sáng sáng, nhưng mà không thật sáng. Là vì nói rằng nếu tu mà không phân biệt, làm sao con biết thiện, biết ác, biết tốt, biết xấu để con phấn đấu. Đúng, nhưng cái phân biệt đó phải là của diệu quang sát trí, chứ không phải phân biệt bằng vọng tưởng. Mấy người đệ hiểu chỗ đó không? Thí dụ giờ này chúng ta cùng nhau nhìn đóa hoa ở trên bàn giảng. Thì đóa hoa này tất cả chúng ta đều có một cái hào quang phóng chiếu đến đóa hoa qua con mắt để chúng ta thấy. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu chúng ta thấy cảnh mà quên cái gì nối kết giữa mình và cảnh á, mình không nhận ra, không biết được điều đó, thì mình chỉ là người phạm phu. Và con người đó chỉ tạo nghiệp thôi. Nhưng hôm nay được học pháp rồi thì bên cạnh thấy rõ ràng cảnh thì mình cũng ý thức được cái gì đang hiện tiện. Và đây là tinh thần của bức tranh chăn trâu thứ 9 đó, thưa đại chúng. Phản bổn hoàng nguyên đã phí công, đâu bằng thẳng đó tợ mù câm. Nghĩa là trong bức tranh thứ 9 của 10 bức tranh chăn trâu là giai đoạn trở về nguồn cội. Mà trở về nguồn cội là nhận được chân tâm. Nhưng vì chúng ta là những người đã mê lâu rồi, cho nên chư Phật chư Tổ từ bi phải dùng ngôn ngữ phương tiện, và đôi khi nó không có rốt ráo. Không phải quý ngài không rốt ráo, mà thật ra chỗ rốt ráo này không có ngôn ngữ, mà bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để độ chúng ta, thì nó tương đối thôi. Cho nên dạy chúng ta phản bổn hoàng nguyên, có nghĩa là trở về nguồn cội, cũng là câu phản văn văn tự tánh, cũng là câu phản quan tự kỷ, cùng một ý nghĩa. Tiếp xúc, nghe một câu nói, đừng có chạy theo câu nói liền, mà người đã tập tu phải quay trở về, nhận ra mình đang có một cái biết hiện tiền, tiếp xúc với cảnh. Tới đây ai có dụng công được chỗ này rồi xin giơ tay lên. Những lúc bình tĩnh nhớ nha, ít nhất là biết dụng công chỗ này. Ai biết về cách dụng công này xin giơ tay lên. An tâm nha, phải biết nha. Vừa thấy phải nhìn ra được cái đang biết thấy.
vừa nghe nhận ra cái đang biết nghe, tập như vậy. Và khi mà biểu mình phản quan đó là dành cho người còn sơ cơ, chứ khi thuần thục rồi không có cần phản gì hết á, không cần quay lại, quay qua quay lại gì hết á, vì ngay cái chỗ mà tiếp xúc đó chính là đang hiện tiền trọn vẹn, chứ không cần phải phản quan mới hiện tiền. Mấy cô đệ thông cảm không? Nhưng khi mình còn yếu thì tổ thương mới nói: con ơi, phải nhớ quay về nha con, đừng phóng ra nha con. Chư Phật, chư tổ thương dạy như vậy. Đâu bằng thẳng đó, tức là ngay đây. Tợ mù câm. Mù có nghĩa là biểu mình nhắm mắt phải không? Không, thấy mà không có dao động. Thương ghét. Có nhiều khi đang vui đó mà thấy một cái gì đó nổi cơn liền, gọi là nổi tam bành lục tặc. Mấy chữ này quý vị thấy tổ tiên mình dùng rất hay không? Nhà quê cũng thường nói câu này phải không? Đừng có nổi tam bành lục tặc nha. Tam bành là gì? Tham sân si đó. Nó mà nổi lên là nó làm tam bành luôn đó. Rồi lục tặc là gì? Sáu tinh giác là sáu căn đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó quậy mình cho mày biết. Rồi nó quậy người khác cho mày biết. Trong am chẳng thấy ngoài vật khác. Khi mà sống hoàn toàn am đó để chỉ cho chân tâm, khi mình trở về với chân tâm thì mình sẽ thấy vô nhất vật. Tất cả đều là tự tâm hiện. Và nước tự mênh mông, hoa tự hồng. Lúc đó tùy cảnh như thế nào mình thấy rõ. Hoa hồng đỏ mình có thấy khác không? Vẫn thấy hoa hồng đỏ. Lá xanh mình vẫn thấy là lá xanh. Mà tâm mình như như bất động. Tâm đó chính là chân tâm giải thoát, Phật tánh chân tâm. Cho nên sau khi học rồi thì chúng ta không có cần tìm đâu khác. Ngay đời sống này chân tâm Phật tánh chúng ta đang hiển lộ trọn vẹn. Xin quay lại. Vậy đối với ma là bốn loại ma như đã giới thiệu, mà đang nói về ngũ âm ma, đang nói về thức uẩn là một loại ma. Thì chúng ta biết cái ý thức này nó gá vào các căn để nó đưa ý kiến. Thì cái gá mà phân biệt thì chính là vọng tưởng. Vì phân biệt, thí dụ ăn cái ly chè này nó ngọt quá, có phải tất cả đều nói ngọt quá không? Không, có người nói tôi thích, tôi còn thích ngọt nữa. Vậy cái khác biệt này do cái gì? Do ý. Mà ý là do cái gì mà làm cái đơn vị để mà ưa thích? Chính là đem cái ngã ra. Nếu người nào không có bệnh, đường không thành vấn đề, muối không thành vấn đề. Nhưng người nào có bệnh thì nghe đường nhiều nhiều là hơi sợ sợ rồi đó ha. Rồi cũng xớt ra, múc ăn từ từ, rồi lát cũng trọn hết cái ly chè thôi. Nhưng mà cũng biết sợ ha. Rồi còn muối cũng vậy. Nếu người nào cao máu thì sợ muối. Thành ra cái sợ này, và có người không sợ, nó tùy theo bản ngã. Mà bản ngã chính là thức thứ bảy. Quý vị thấy thức thứ bảy nó chi phối thức thứ sáu. Và thức thứ sáu nó chi phối khi mình năm căn giao tiếp với năm trần. Vậy hôm nay cái món quà nó nằm ở đâu? Còn riêng thức thứ tám là cái gì? Thức thứ tám là một cái kho để chứa tất cả những sự hiểu biết của mình. Hằng ngày mình đã học cái gì? Mình định không cất á, mà nó đã chuyên môn mà cất rồi. Và học những điều lành nó cũng cất rồi. Mà học gặp những cái điều xấu dở mà mình thấy, nó công nhận nha, bà đó bà hung dữ nha, mọi người đều sợ nha. Mình thấy mình nể, chắc mình cũng bắt chước chút chút. Thì mình vừa nói vậy là bắt đầu cái chủng tử dữ nó bắt đầu nó hoạt động ở trong người mình. Còn riêng mình thấy cái chuyện tu để an lạc giải thoát, chỗ này chắc mình phải bổ sung. Vừa ước nguyện như vậy thì cái hạt giống đó nó đã rơi vào chưa? Rơi rồi. Nhiều khi mình không có kịp kiểm soát. Mấy con đệ thông cảm ha. Cho nên
cái tàng thức này chúng ta còn thấy một cái giá trị rất là đặc biệt, mà học Phật rồi mình mới cẩn trọng đối với từng niệm, là cái kho này nó giữ từ bao giờ, thời hạn của nó vô thủy vô lượng kiếp, từ đời nào nó cất vào, và cất rồi thôi nó nằm đó phải không? Không, đủ duyên nó sẽ phát tác ra. Cho nên biết sợ chưa? Vậy khi mà mình đem tích lũy cái gì mình sợ không? Ví dụ ra ngoài thấy một cái duyên gì đẹp đẹp mà mình không biết đó là lựu đạn, mình đem cất ở trong kho chơi để làm đồ chơi thì nguy hiểm, có ngày nó nổ chết không? Chết. Đó, những cái chất mà độc mình không biết, chết không? Chết. Cho nên thưa đại chúng, tóm lại muốn nhắc là chúng ta nên cẩn trọng. Hồi vô thị kiếp mình không biết, nhưng từ bây giờ mình đã biết nên cẩn trọng. Sống thường với chân tâm, để cái kho tàng thức của chúng ta là những coi như là nhân quả lành. Ngay hiện tại là nhân lành, an lạc, mà cũng là quả lành hiện tại và tương lai. Thích không? Ai cảm thấy thích thích xin giơ tay lên. Thưa đại chúng, chọn con đường này mình thích nó mới phát triển, mình không thích nó bất động, nó không có phát triển. Rồi xin quay lại bài học. Vậy yêu ma quỷ mị này ở đâu mà có? Trong cuộc sống chúng ta không làm chủ được thì đôi khi mình không có, mình nói mình sợ ma, mà đôi khi mình đang thể hiện cái năng lực ma, ma quái phiền não sân si của mình, nhất là phiền não ma. Đó, cẩn thận. Thưa đại chúng, khi mà cảm phục ân đức của Phật, khi Phật hàng phục cái con yêu, tức là nó còn hơn con ma nữa. Tại con yêu này thì nó có sự tu luyện và có năng lực, ta gọi là yêu tinh đó. Đó. Thì con, đây là một con rồng mà nó đã thành yêu tinh, nó mới thỉnh Phật ở lại trong cái đầm sâu đó, tức là một cái chỗ nước, để mà nó được gần gũi cúng dường. Thì Phật dạy, Phật không thể ở lại một nơi lâu, cho nên đã cử 5 vị Đại A-La-Hán đến đó, mà trong đó có Ngài Ba Tiêu, và 2 vị mình quen thuộc nữa là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng thường phải đến chỗ này để nhận sự cúng dường. Ngài La Hán Ba Tiêu khi đến tiếp nhận lễ vật cúng dường, ai cúng dường? Con rồng. Mà con rồng này đó là một con yêu tinh, có nghĩa là nó thể hiện thần thông. Mà yêu tinh thường thường là hại cho chúng sanh hay có lợi? Hại cho chúng sanh. Thì bây giờ nó được cảm hóa bởi Đức Phật, cho nên nó đã hiền, nó ít có hại, gây tác hại cho chúng sanh. Thì một hôm đến ngày mà tôn giả Ba Tiêu đến nhận lễ cúng dường từ cái con rồng đó, thì Ngài thường thích tọa thiền trên phiến đá lớn bên cạnh đầm. Và khi ngồi thiền thì có khi ngồi suốt tuần hay cả nửa tháng. Nghe như vậy mình cũng thích thích ha. Ai đăng ký tọa thiền không? Hay nói một cách khác, thực tế hơn, tọa thiền mình đừng có nghĩ là kéo chân mới tọa thiền. Mà định nghĩa của lục tổ tọa thiền là mình bất động trước cảnh. Nếu chúng ta, cái tâm của mình khi mà đối cảnh bất động thì chính là đang tọa, đang ngồi. Và cái bất động đó chính là thiền. Đó, vậy chúng ta thấy mình có thể tọa thiền lâu chưa? Có thể không? Trên nguyên tắc có thể chưa? Rồi ai thấy có thể tọa thiền lâu được, chứ không phải ngồi chừng chút cái rút chân kéo ra kéo vô. Ai thấy được điều này rồi xin giơ tay lên. 6 căn tiếp xúc với 6 trần giữ bất động, đó là tọa, và đó cũng là thiền. Và khi Ngài ngồi suốt tuần có lúc nửa tháng, dĩ nhiên Ngài hơn chúng ta là Ngài kéo chân đàng hoàng. Còn mình trên tinh thần Đại Thừa như vậy trước đi, rồi từ từ tiến hơn nữa.
chứ không phải dừng ở đó nha. Và đến cái phần kế tiếp chúng ta sẽ thấy rất là tuyệt vời về Ngài Ba Tiêu. Theo lời phó chúc của Phật, tôn giả lưu tâm quá độ vua Ca Nị Sắc Ca. Không những quá độ cho cái loài vật là con rồng, và hôm nay thì quá độ cho một vị vua. Mà vị vua này muốn hóa độ có nghĩa là vua đã tốt chưa? Chưa. Nhân dịp nhà vua đi săn, tôn giả quá làm con thỏ trắng, dẫn đường cho vua. Dẫn đường bằng cách nào? Khi săn thì dĩ nhiên thấy con vật mừng không? Mừng rượt theo. Nhưng mà nếu là sự quá hiện của một vị A-la-hán thì có dễ mà bắn nó không? Không đâu. Cho nên con thỏ này nó dẫn đường cho vua đến gặp một mục đồng. Và mục đồng lúc đó đang lấy bùn đất nặng tháp của Phật. Đang chơi như vậy, đang lấy bùn đất làm thành cái tháp của Phật. Mục đồng nói rằng Phật thọ ký 400 năm sau, vua Ca Nị Sắc Ca sẽ xây tháp thờ Phật tại đây. Khi nghe mục đồng nói như vậy thì thưa đại chúng nên biết, không những con thỏ dẫn đường mà ngay mục đồng cũng chính là Ngài La Hán Ba Tiêu hóa hiện. Hồi nhỏ quý vị có khi nào mình cũng có hóa hiện không? Có chứ. À, nhưng mà hóa hiện điều lành ít lắm, thường mặc dịch mặc gió, yêu ma quỷ mị gì không à. Chứ mà hóa hiện mà thành điều lành đó, thì mình hình như là giới hạn phải không? Cố gắng phát triển thêm điều này, mình cũng có hóa hiện được nha. Từ đó vua trở nên bậc đại quân vương. Sau khi đi sang gặp con thỏ nó dắt, rồi khi dắt gặp một đồng, một đồng nói lên lời thọ ký của Phật, thì vua rất là ngưỡng mộ. Và khi biết đó chính là Ngài Ba Tiêu hóa hiện thì rất là ngưỡng mộ, và đã trở nên bậc quân vương, hoàng dương Phật Pháp, xây chùa tháp tự viện ủng hộ cúng dường tăng chúng, và đã tổ chức kiết tập kinh điển của Phật giáo lần thứ tư. À, sự kiết tập lần thứ tư tại thủ đô Ca Thấp Di La. Và tất cả những thành tựu này đều nhờ thâm ơn giáo hóa của tôn giả Phạt Na Bà Tư, chính là La Hán Ba Tiêu. Và theo Pháp Trụ Ký thì tôn giả là vị La Hán cùng với 1.400 vị La Hán thường ở trong núi Khả Trụ, vẫn còn trụ thế tới hôm nay để tùy duyên quá độ. Đó, thì đó chính là một lịch sử của một vị La Hán, Ngài Ba Tiêu. Tóm lại đặc điểm của Ngài là gì? Sinh rớt ở trong rừng, Ngài đi tu thường ở cái chuối, và Ngài thiền định rất là sâu. Và theo lời giáo hóa chỉ dạy của Phật thì Ngài đã là người đại diện cho Phật nhận cúng dường từ con rồng, gọi là yêu long. Con rồng đó đã quá thành yêu tinh, nó chuyên phá dân phá. Thí dụ giờ này bão lụt, thưa đại chúng, hôm nay quý vị biết ở Việt Nam đang bão lụt không? Đang bão lụt cấp 12. Đầu tiên là nó ở Bình Thuận, Phan Thiết, Nha Trang, rồi từ từ hôm nay lại đang chuyển vào miền Nam rồi. Thẳng ngay thành phố Cần Giờ, thành phố Sài Gòn, Vũng Tàu, Bến Tre, coi như là những cái cơn gió, những cái nước dâng lên rất là cao. Thưa đại chúng, cho nên đó là sự nói theo cái triết học ngày xưa, thì có mưa bão chính là do các vị thần. Thì con rồng chính là một loài chịu trách nhiệm về mưa, về nước. Đó thì theo cái triết lý ngày xưa. Còn hôm nay chúng ta biết các pháp đều là tùy duyên. Thì đó là một cái giá trị của Đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ
nói rằng có vị thần nào cả, tất cả đều do tâm tạo. Và từ cái tâm tham lam thiếu trí tuệ của con người mà quả đất này được một cái bản ngã của con người hài lòng rằng làm chủ thiên nhiên, đã tàn phá nhiều vấn đề. Và cái người chủ mà vô minh mà ngã mạng này lại phải chịu hậu quả của chính mình. Phá rừng, rồi phát triển kinh tế. Mà thưa đại chúng, nhiều khi phát triển kinh tế là một điều ưu điểm, nhưng mà phải có sự coi như là giới hạn chừng mực. Còn nếu không khéo thì mình sẽ có những hậu quả không lường được. Mà hôm nay thiên tai bão lụt là một hậu quả của con người tạo ra một phần lớn ở trong đó. Tiếp theo chúng ta sẽ học đến vị La Hán Tiếu Sư. La Hán Tiếu Sư tương truyền khi còn ở thế tục, Ngài làm nghề thợ săn. Thể lực của Ngài rất là tráng kiện. Hôm giờ quên nữa đó, quý vị đã chọn cho mình một vị tổ sư để tu chưa? Nhớ nha, mỗi vị ráng chọn một vị nào tâm đắc, rồi mình ráng mình tu. Tu theo để gần gũi và phát triển, rồi từ từ mình có thể thay đổi đối tượng. Ngài là thợ săn mà thể lực rất tráng kiện, một tay có thể nâng một con voi, và một tay có thể nắm con sư tử mà có thể ném xa 10 mét. Đó, thì nâng lên là đủ mạnh chưa? Mạnh rồi, nhưng mà phải có sức. Nâng là một lẽ, mà còn đủ sức ném nữa, để nói lên thể lực tráng kiện của Ngài. Mỗi khi muôn thú chạm mặt Ngài thì chúng đều hoảng sợ lánh xa. Nhưng sau khi Ngài xuất gia, nỗ lực tu tập chứng quả A-la-hán, lại có một con sư tử thường quấn quýt bên Ngài. Do đó Ngài có một cái biệt hiệu là La Hán Tiếu Sư. Tiếu là gì? Tiếu là vui đùa, sư là sư tử. Mẹ ơi, vậy tôi sư thì tôi là sư tử sao? Nhưng mà đó là một trong nhiều nghĩa ha. Sư này là khác nha, còn sư tử là khác đó. Sư tử mà viết theo chữ âm Hán Việt thì phải có cái bộ thú vật ở trong đó. Còn sư này không có bộ đó vô. Chứ đừng nói tiểu sư rồi sư là sư tử thôi biết rồi. Mấy sư cô là sư tử. Nó đặt ha. Đồng âm thôi. Bây giờ nói về thần thông của Ngài. Về phía bắc tịnh xá Trúc Lâm có ao Ca Lan Đà. Nước trong mát có thể trị lành được nhiều bệnh. Thưa đại chúng, thông thường nước sẽ trị trừ được cái gì? Thông thường, mình nói thông thường chứ chưa nói phép lạ đó. Nếu thế giới này không có nước được không? Không đó. Vậy nước đầu tiên mình phải tri ân, tất cả mọi vật chung quanh chúng ta đều có giá trị. Nhưng mà chỉ có một người chưa từng biết tri ân là mình. Nhiều khi mất rồi mình sẽ thấy là không đơn giản đâu. Nhưng mà khi có thì mình rất là phung phí và rất là tàn bạo với nước đó nha. Không có biết trân trọng đâu. Chúng tôi mỗi lần đi lên máy bay dùng nước thì về vẫn nhắc đại chúng mở nước vừa chừng. Và ở đây cũng nhắc nhở Phật tử cũng vậy. Vì hiện giờ chúng ta có biết rằng đôi khi mình phải dùng nước tái, gọi là tái gì? Tái chế. Nước mình xài phung phí dơ bẩn rồi mình phải xài lại cái nước đó đó. Cẩn thận đó. Cho nên dùng một cách trân trọng, đầy hiểu biết, đầy trí tuệ và có luôn từ bi nữa. Nha, nhiều vùng thiếu nước đó. Nước mở xả ào ào. Tưới cây cũng vậy, ở Cali mình nên nhớ đây là vùng hạn hán. Không bao giờ để tràn trề. Những cái gì mà nhà nước họ đã đưa lên giống như một sự kêu gọi, mình phải tôn trọng. Chứ không có lén lén mà muốn làm gì làm thì mình không có đủ tư cách, không có đủ phước đức. Cẩn thận xài vừa chừng. Tôi ngày xưa có duyên đi giảng ở
Las Vegas là gì? Cái đó ghi bằng sa mạc, vùng sa mạc. Thì tôi rất ngạc nhiên sao cây cỏ vẫn xanh tươi. Thì khi giảng ở cái đạo tràng đó, lúc đầu là đạo tràng ở nhà, tên là đạo tràng U Đàm, nó cũng U U giống mình ha, U Đàm và Vô U là một loại hoa. Thì mới hỏi, mới thấy rằng trong nhà xài nước là luôn luôn giữ nước lại, mới dùng nước đó tưới cây, tưới cỏ ở ngoài sân. Từ đó quý vị ghé Vô U, quý vị cũng sẽ thấy điều này. Chúng tôi sẽ giữ lại nước, tưới ngoài cỏ, tưới ngoài gốc cây, để bớt cái lượng nước sạch lấy từ giếng lên, ở đây dùng nước giếng. Thì thưa đại chúng, xin quay lại bài. Nước sẽ có lợi ích gì? Xin mời nói lướt nhanh. Thứ nhất là trừ khát. Thứ nhì nữa là tẩy uế. Nếu mà thiếu nước là mình sẽ hiểu là như thế nào? Vân vân. Nước không thể thiếu trong cuộc sống. Luôn cả trong người mình có nước không? Có nước, và nó phải được chăm vào, dùng và chăm lại, gọi là vay mượn, mượn rồi trả, mượn là trả. Ngay trong thân này cũng cần nước. Cho nên nhắc lại đại chúng, nước, ngoài cái chuyện nước sẽ trị bệnh một cách huyền bí nào đó, thì ít nhất nước cũng đang trị bệnh cho chúng ta, trị khát, trị cái sự nhơ bẩn cũng cần nước để tẩy, tẩy rửa, vân vân. Thì Đức Phật vẫn thường đến cái ao này để mà thuyết pháp. Nhưng sau khi Phật diệt độ thì nước ao bỗng khô cạn. Thì ngoại đạo bèn phao tin rằng Phật pháp đã suy vi, cho nên ao nước mới khô cạn. Tôn giả Tiếu Sư của chúng ta từ châu Bát Thích Noa bay đến, lấy tay chỉ xuống ao, lập tức nước đầy trở lại. Đó là cái thần thông của những vị tu hành giải thoát. Tôn giả mới bảo mọi người rằng nước ao cạn khô không phải vì Phật pháp suy vi đâu, mà chính là vì mọi người không có niềm tin kiên cố nơi Phật pháp. Mà không có niềm tin thì sẽ tạo điều lành hay điều ác, sẽ buông lung tạo những điều khổ đau cho mình và cho người. Cho nên nếu tất cả đều vâng lời Phật dạy, một lòng tin thọ phụng hành như Phật còn tại thế, thì bảo đảm nước trong ao không bao giờ cạn khô. Đã, thì mọi người nghe tôn giả nói, ngưỡng vọng uy thần, nghĩa là sao? Kính trọng một cái thần thông mà cái đầy uy lực của Ngài. Qua chuyện gì? Chỉ một cái là đầy nước. Gặp mình ra chỉ nó còn nguyên thì cái uy của mình nó cũng có hạn, phải không? Cho nên đừng có thấy Ngài chỉ ra nước, mình cũng ra mình chỉ rồi nó không có được, là không có uy thần đâu. Cho nên phải biết sức mình. Ngưỡng vọng uy thần và nhiệt tâm hộ trì Phật pháp của tôn giả, nên mọi người đã phát khởi lòng tin tam bảo. Từ đó nước ao luôn trong xanh và tràn đầy. Thì qua 18 vị La Hán, chúng ta thấy khi ở thế gian theo lời Phật dạy, Phật ra lệnh cho quý ngài ở thế gian đó, sẽ tồn tại mãi mãi ở thế gian để cứu độ chúng sanh. Thì chúng ta thấy được cái tâm từ bi của Phật đối với chúng sanh, và cũng là cái tâm từ bi của các vị A-la-hán. Không phải là mầm rang giống chính, chỉ lo cho mình, mà cũng là trước là lo cho mình tu được thành tựu trọn vẹn, và luôn luôn nghĩ đến chúng sanh để xiển dương Phật pháp. Sẽ có vài vấn đề sau buổi học, nếu đủ giờ chúng tôi sẽ trao đổi. Vậy Hòa Thượng Trúc Lâm có thần thông để xiển dương Phật pháp hay không? Và có đủ tâm nguyện để độ chúng sanh hay không? Là vấn đề chúng ta sẽ nói nếu đủ duyên. Còn nếu không, để đó khi nào có thời gian.